Rồi chú Linh hỏi con này, con tên là gì? Long. Tên là Long hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con có muốn mẹ mình lấy chồng không? Dạ muốn. Nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Con ở với bà ngoại. Rất là may mắn. À, có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng, nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi, tương lai còn rất là dài, và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. Xin mời bạn. Em chào quý vị khán giả, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ em tên Đào, năm nay em 28 tuổi. À, Đào đang công tác ở đâu? Em ở nhà em buôn bán ẩm thực đó chị. Quán ăn hay em ẩm thực hay? Dạ. Rồi bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Nhiều quà quá. Anh tên gì? Dạ em là Lê Hoàng Vinh, năm nay em 37 tuổi. Hoàng Vinh làm nghề gì? Dạ em là tổ trưởng tổ bảo vệ ngân hàng Sacombank. Có thể giới thiệu sơ cho bạn nữ biết hiện nay cuộc sống như thế nào? Em thì đã có một lần lập gia đình và đã ly hôn được gần 3 năm và đã có một cháu. Hiện tại đang ở với mẹ của cháu. Cháu lớn chưa? Dạ năm nay được 8 tuổi. Không. Rồi, đó là sơ yếu lịch của chàng trai bên đây. Còn cô gái thì sao? Đào, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình mà cũng đã kết hôn, mà cũng đã gãy đổ. À, là bạn cũng đã kết hôn một lần rồi. Bao lâu rồi bạn? Chắc gãy đổ cũng được 7 năm rồi đó chị. Có nghĩa là lúc đó mình lấy lập gia đình là còn trẻ lắm. Bây giờ mình 28, 7 năm là 21 tuổi là đã chia tay rồi. Dạ. Vậy là chắc là chưa có em bé hả? Dạ có rồi chị. Có luôn rồi, vậy em bé bao nhiêu tuổi? Bé trai 7 tuổi chị. Vậy lý do tại sao mình chia tay? Anh gia trưởng với lại không biết quan tâm tới vợ con. Cứ đi ăn nhậu về là anh hả vợ con. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm được một nửa của mình hiện tại cái chuẩn như thế nào? Chỉ mong muốn cái người sau của em là không gia trưởng, đừng có keo cười kiệt, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, với lại yêu thương mẹ con em. Những ưu điểm của bạn là gì? Em rất thích nấu ăn. Thích nấu ăn? Dạ. Điểm yếu của mình là gì? Em rất dễ xúc động. Thường những người rất là tình cảm hay là như vậy? Đó một lần là lỡ đò rồi. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm gì ra để chuyến đò sau cho nó trọn vẹn, đi đến nơi đến chốn. Em với bạn bên đó thì cũng đã có một lần đổ vỡ rồi. Nếu mà có duyên thì hai người gặp nhau thì sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc, mỗi ngày nó sẽ tốt đẹp hơn. Bạn cần phụ nữ thế nào? Em cần phụ nữ hiền, đảm đang, biết tôn trọng người lớn và lo lắng cho gia đình. Từ ngoại hình? Ngoại hình dễ nhìn là được. Bạn có những tật xấu gì có thể nói cho bạn kia biết luôn? Xấu thì em ngủ hơi ngáy một chút anh. Ngủ ngáy hả? Hơi ngáy thôi anh, bữa nào mệt lắm thì mới ngáy anh. Rồi tật xấu gì nữa? Dạ hơi, em thì cũng hơi nóng tính một chút. Cái đó là phải rút kinh nghiệm đó. Dạ. Nóng tính có gia trưởng không bạn? Dạ không chị ơi. Hãy bạn nói cái công việc bạn làm ẩm thực là cụ thể là bạn làm? Em buôn bán điểm tâm sáng tại nhà á chị. Có bữa thì em bán phở, có khi em bán cơm chiên Dương Châu. Tùy mỗi ngày em đổi một món. Mà mình là làm bán ăn sáng hay là bán cả ngày? Buổi sáng em bán đồ ăn sáng, còn chiều trưa thì em bán đồ ăn cho mấy đứa học sinh. Chà, vậy là cực lắm, làm quần quật suốt luôn ha. Dạ, 3 giờ sáng đã vậy. Mình làm mẹ đơn thân như vậy thì rất là giỏi đấy. Bạn có thể nấu được tất cả bao nhiêu món? Cũng nhiều hả chị? Món nhậu em cũng làm được. Vậy hả? Dạ. Anh có những cái sở trường nào? Thì em biết nói chung hát thì cũng được, mà không có hay. Thôi kệ đâu, cứ không hay mà không bằng hay hát. Cứ coi như món quà gặp mặt đi. Mình hát cho bạn nữ bên đây nghe một câu, bạn bên đây buồn lắm, không có cười. Hát bài Lâu Đài Tình Ái, hát rồi. Hát một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chút xíu mình gặp bạn gái bên kia đó. Giờ cao điểm chuẩn bị bấm nút hát bài này nha. Hôm nay anh có đi với người thân của anh không? Dạ em đi với chị gái của em. Chị gái hả? Chúng tôi muốn nói chuyện một chút xíu với chị gái. Xin chào MC Quyền Linh với lại Cát Tường. Dạ. Chào chị.
Giữa cuộc trao đổi nãy giờ thì chị cảm nhận thế nào về cô gái bên kia? Cô gái cũng dễ thương, thấy ăn nói cũng duyên dáng, cũng hiền lành. Chị có lo lắng là nếu như em chị đi một bước nữa nên nó như thế nào không? Nếu mà hai bên mà tìm hiểu nhau nó chín chắn hơn, để bước đi một bước nữa thì càng tốt. Xin hỏi bạn gái bên kia là bạn còn một người con 7 tuổi nhưng mà có đồng ý để mẹ bước thêm bước nữa không? Dạ bé cũng đồng ý anh Linh. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi chung với hai người em gái của em với lại con của em. À có con đi nữa hả? Đâu con bạn đâu? À cái trai ngồi đó phải không? Chào con, chào hai em. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Bạn chào anh. Chào bạn. Thế anh này sao? Được không? Dạ anh này cũng được. Anh cũng hiền. Anh hiền có đáp ứng cái những cái yêu cầu của chị em đưa ra được không? Dạ, theo em nghĩ thì anh cũng được 80%. Và điều cái cửa ải mà cái vượt qua được đó chính là con của chị ấy. Rồi chú Linh hỏi con này, con tên là gì? Long. Tên là Long hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con có muốn mẹ mình lấy chồng không? Dạ muốn. Nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Ở với bà ngoại. Con nhìn chú này con thích không? Thích. Cảm ơn con. Chị nghĩ là em rất là hạnh phúc. Rất là may mắn. Có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng. Nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi. Tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. Con trai rất là dễ thương, đó là cái động lực cho mình. Cái Tường hay cảm động lắm. Mỗi lần mà thấy một cái người đồng cảm nào như vậy là cái Tường cũng khóc. Và tôi tin rằng những người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thế này. Những giọt nước mắt đó nó sẽ là những động lực để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Hai em khóc rồi. Chị sẽ xem anh ấy, nhưng mà chị không biết là bạn trai bên này có phù hợp với em hay không. Nhưng mà chị tin chắc chắn rằng em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Dạ, em cảm ơn chị. Cười lên, cười tươi lên. Có con trai rất là dễ thương. Em chào chị. Dạ, chào anh. Em có món quà em gửi cho chị. Tưởng đâu tặng lộn người chứ. Cảm ơn anh. Gửi anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Hồi nãy giờ là cũng xúc động quá nên không muốn nói được gì nhiều. Nếu mà bây giờ mà mình hợp nhau đó thì theo anh nghĩ thì bao nhiêu lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Trong khoảng một năm đó chị. Trong khoảng một năm. Bây giờ anh cũng có con rồi. Bạn gái bên đây cũng có con rồi. Thì nếu như mình lấy nhau, anh có muốn có thêm con nữa không? Dạ điều đó thì chắc chắn phải có chị. Chắc chắn phải có. Anh không ngại, ta nói con anh, con em, con chúng ta vậy ta. Dạ không, vậy nếu mà mình chấp nhận đến với nhau thì nói chung con thì con của ai cũng là con hết. Nãy con nó ở với ngoại nhưng mà bản thân Tường không thích điều đó. Con phải đi theo mẹ, phải có cha có mẹ. Anh có thể chăm lo được cho bé không? Dạ điều đó thì trong khả năng của em là chăm sóc được. Anh nói gì một câu với bé em nghe thử rồi mới làm mai được. Chú hứa thương con, lo cho con trong thời gian sắp tới. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta kéo màn lên để hai người có thể gặp nhau và cùng chia sẻ với nhau. Anh và chị sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Nãy giờ mình ngồi cách nhau bức màn, anh cũng tâm sự rồi, em nghĩ gì về anh? Thì em thấy anh cũng chân thật, mà thấy tương tá thì cũng tương xứng với em rồi đó. Cảm ơn em. Theo quan điểm của em trong cuộc sống là mình cần điều gì nhất trong cuộc sống vợ chồng? Em cần một người chồng biết cách sống và biết quan tâm tới gia đình. Mỗi người đàn ông của em quan tâm gia đình là em ấn tượng như là anh Nguyễn Linh. Cảm ơn bạn. Nhưng mà anh cỡ khoảng cỡ 80 giống như anh Nguyễn Linh là ok rồi. Ok. Anh cũng cũng có ý nghĩ như em, cũng muốn mong tìm được một người bạn và một người vợ. Dạ. Cũng biết chăm lo cho gia đình và lúc nào cũng biết nghĩ gia đình, chia sẻ với mọi người, là kính trên nhường dưới là điều anh quan tâm nhất.
Những chuyện đó là cái đó là em làm được hết. Ok. Thì anh nghĩ với anh với em thì cũng có duyên gặp nhau ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò. Dạ. Và sẽ cùng nhau vượt qua những cái thử thách mà nỗi đau mà anh với em phải gánh chịu trong thời gian qua. Dạ. Nãy anh Quyền Linh có nói là khi nào em với anh nhìn mặt nhau đó, anh hát một bài gì đó, anh hát đi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôm lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Với 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. Và tôi nghĩ rằng những giây phút này là giây phút hết sức là thiêng liêng với hai người, để chọn người đi tiếp cái con đường của mình còn lại là điều quan trọng lắm. Suy nghĩ cho kỹ, lâu đài tình ái có được xây hay không? Một, hai, ba. Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau. Xinh đẹp về bán cơm chắc đắt lắm nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Về phụ bảo bán cơm bảo vệ luôn nha. Bậy bậy à, giờ về phụ là nhiều khi bán ế. Trời ơi. Chị bảo vệ, cứ làm bảo vệ, bên đây người ta bán cơm, ta cứ bán cơm. Chứ mà về phụ rồi dựng bán không đắt nữa đâu. Con thấy vui không con? Hả? Con trai chúc gì với mẹ với chú đi. Chúc mẹ chú được hạnh phúc. Hay quá. À, chị xin lỗi nhưng mà ba mẹ em đâu? Ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á. Từ đó thì em ở với ông bà. Ba em thì ở gần với lại nhà nội á. Còn mẹ em thì em cũng không biết nữa. Không biết ba không nói cho luôn. Em có biết mặt mẹ em không cưng? À, dạ không ạ. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Y đen đen luôn, đen y chang như tôi luôn. Rồi mình ngồi nè. Mời bạn nam. Rồi mời đi em. Dạ chào em chào. Dạ lần đầu tiên cho em xin chào quý khán giả thân thương nhất ạ. Rồi ngồi xuống đi em. Dạ. Ngồi xuống. Mà bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Em tên là Ngọc Diễm, năm nay 25 tuổi và em hiện đang sinh sống tại Bình Thuận ạ. Em làm gì ở Bình Thuận? Dạ, hiện tại thì em đang làm đầu bếp ạ. Đầu bếp hả? Ừ. Mời anh trai bên kia. Lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh dễ thương và chị Nam Thư rất xinh đẹp ạ. Dạ. Với lại bạn gái ở bên kia, em tên là Nguyễn Văn. Quê em ở Quảng Bình, em sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Làm dạ. Gì? Dạ em làm bên vận hành xe nâng ạ. Vận hành xe nâng. Đàn gái cho đàn trai biết ưu điểm và khuyết điểm trước đi. Dạ ưu điểm của em á thì là nấu ăn ngon nè, có kinh nghiệm chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Em thì cũng hiền lành, vui vẻ. Em ưa thích á thì chơi những trò chơi cảm giác mạnh nè, không sợ ma. Về khuyết điểm của em á thì em rất hay ngủ nướng, thường hay nấu ăn theo tâm trạng lắm. Vậy ví dụ ngày đó mà em buồn đi, em nấu món gì? Em cũng nấu bình thường lắm nhưng mà không có được ngon như lúc bình lúc vui vẻ thôi. Vậy. Em nói là em không sợ ma. Dạ đúng rồi. Lúc mà em hồi em đi làm á là buổi tối thường thường hay về vào lúc 7-8 giờ á, đường đó rất là vắng mà đi qua hai cái nghĩa địa là em không có cảm giác gì hết. Mời em trai. Ưu điểm của em á là em sống có tình cảm, chân thật, em sống tự lập, trách nhiệm với gia đình. Em là một người mẫu đàn ông của gia đình. Em tự cảm nhận em là như vậy. Còn cái khuyết điểm của em là em dễ xúc động, em dễ cảm xúc á. Em có một cái trên TV có một bộ phim nào mà rất là buồn đó, tự nhiên là em cảm thấy em xúc động. Đúng rồi. Anh cũng dạng người như em đó. Thấy vậy thôi chứ xem những cái bộ phim nào nó cảm động là mình ngồi tự nhiên nước mắt mình rơi.
em thấy hoàn cảnh nó tự nhiên cái con người mình nó khác liền, nó cảm động liền. Em có mấy mối tình rồi? Em xin thưa với anh là em được có một mối tình thôi. Kéo dài mấy năm? Dạ, một tầm 4 năm tháng thôi. 4 năm tháng hả? Dạ, nhưng mà chia tay khoảng gần một năm rồi anh. Sao phải chia tay? Dạ, em quen cái người đó là hai người cùng một tuổi. Ở ngoài quê của em là đa số là nhiều người ta lấy nhau một tuổi. Trong cái làng luôn là hai người lấy nhau một tuổi, gọi là bị sát anh. Tức là một người, dạ, tức là một là đúng một tuổi là cứ lấy nhau của tầm 40-50 tuổi là người này không bị bệnh, là người kia bị bệnh, mà không bị bệnh là bị mất. Là 15 cặp mà quen là chứng kiến là đều bị vậy. Trong gia đình em là hai người cũng bị như vậy rồi, cùng một tuổi luôn. Là bà ngoại của em với lại dì của em, cho nên trong nhà cũng sợ. Tức là quen 4-5 tháng xong biết cái tuổi đồng bằng tuổi là không quen nữa luôn. Dạ. Em bên kia mấy tuổi vậy? Dạ, em 25 tuổi ạ. Đây mấy tuổi vậy? Dạ, em 31 tuổi. 31 với 25 gì khác tuổi xa rồi không sao. Mình làm tiếp đi. Bây giờ bên đây có một mối tình mà có 4 năm tháng là chia tay rồi. Bên kia mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết à. Đó giờ chưa yêu ai luôn hả? Dạ chưa ạ. Thì có nắm tay ai chưa? Dạ vẫn chưa ạ. Chưa luôn. Dạ, chưa nắm tay chắc chắn là chưa hôn nai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà giống như em đi học rồi, lúc đó em có thích bạn nào không? Dạ cũng không ạ. Nhà em thì rất là khó. Lúc mà đi học thì không có cho quen ai hết á. Nhưng mà lúc mà em có thích ai không? Mà thích rồi em không nói luôn hả? Dạ em thì cũng không thích ai hết. Tại vì lúc đi hồi lúc mà em đi học thì tính tình em thì cũng giống như con trai á. Rất là phóng khoáng với lại cũng hơi nghịch ngợm lắm. Em có cảm nhận là có bạn trai nào thích em không? Dạ không có chị. Dạ. Tại vì em chơi với con trai trong lớp không à. Chắc chưa có duyên thôi em ơi. Mà là tức là gia đình mình khó, là ba mẹ rất là khó hay sao? Dạ không, ông bà quản nghiêm á. À vậy là em sống nhỏ lớn với ông bà hả? Dạ đúng rồi. Chị xin lỗi nhưng mà ba mẹ em đâu? Ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á. Từ đó thì em ở với ông bà. Vậy em có liên lạc gì với gia đình không? Với ba mẹ không? Ba em thì ở gần với lại nhà nội á. Còn mẹ em thì em cũng không biết nữa. Ủa giờ hôm nay mở với ai? Giờ em đang ở với ông bà nội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Ông bà nội hả? Dạ. Ông bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà em thì 72, còn ông em thì 74 ạ. Thì chắc ông bà nội cũng nôn rồi đúng không? Cũng muốn lấy chồng để thấy cháu mình ổn định rồi đúng không? Rồi. Chào đàn gái. Dạ em chào anh ạ. Cô gái rất là xinh. Em ở với ông bà nội? Dạ đúng rồi ạ. Từ hồi nhỏ tới lớn luôn? Dạ đúng rồi ạ. Rồi không gặp ba mẹ luôn? Dạ có gặp ba nhưng mà không có gặp mẹ. Thì dạ. Ba có lo chăm sóc gì cho em không? Dạ ba thì có gia đình riêng thì ba cũng lo cho gia đình riêng của mình. Trời ơi. Còn bên ngoại có lo gì? Dạ không, bên ngoại thì em cũng không có liên lạc, cũng không biết phía bên đó. Không biết ba không nói cho luôn. Em có biết mặt mẹ em không cưng? À, dạ không ạ. Trời ơi. Có bao giờ em nằm mơ tưởng tượng ra mẹ em chưa? Ừ, dạ vẫn chưa luôn ạ. Tại vì ở với ông bà thì em cũng quen rồi, nên em cũng không có nhớ về mẹ nữa. Thiếu vắng tình yêu của mẹ, cũng không có ba luôn. Chia sẻ với em điều này nha. Dạ. Phần nghiệp quá, không có người yêu nữa. Chưa có người yêu, quên. Chưa có người yêu. Sắp có người yêu. Bây giờ muốn có người yêu thế nào? Một anh chàng chững chạc, biết chăm lo cho gia đình nè, hiếu thảo. Anh ấy là phải chiều chuộng, nói chung là phải chiều chuộng vợ con. Chiều chuộng vợ con. Dạ. Và đặc biệt là chung thủy không lăng nhăng, em thì không thích lăng nhăng. Dạ. Anh nghĩ bên đây anh cũng hiền đó. Một chút hỏi coi sao. Em có điều gì không thích ở người đàn ông không? Tính gia trưởng, không trung thực. Anh bên đây thật tình lắm. Dạ. Không hút thuốc, nhậu thì ít thôi. À, ít dạ. Thôi. Được rồi. Nãy giờ bên đàn gái đưa ra như thế, em cảm giác là mình được bao nhiêu phần trăm? Em cảm nhận là em 100%. Tại vì em là em dư để bao hết những cái lời bạn gái nói. Rồi, dạ. Chúc mừng luôn. Dạ. Cái gì tới 100% luôn hả? 100% luôn. Hồi đó là em gái của em là lấy chồng ngoài Hà Nội á, là ba em đi biển mà em thì bị bệnh ở nhà. Cho nên là một mình em đại diện cho ba và mẹ, một mình em dẫn em gái này, em ra ngoài Hà Nội là họ chồng cho em gái của em luôn. Cho nên là em cảm thấy là em có trách nhiệm cho gia đình rất là nhiều. Và đã lúc chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và vợ của mình ha. Dạ. Chào anh. Dạ em chào chị. Cái mẫu hình bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là sao? Dạ cái mẫu bạn gái của em mong muốn đó là biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ. Sống có tình cảm, chân thật. Dạ. Biết chia sẻ. Dạ. Chị vậy thôi. Cái mẫu hình mà bạn gái mà bây giờ nãy là mình nói về tính cách rồi ha. Dạ. Còn bây giờ là về ngoại hình.
anh mong muốn một người như thế nào? Dạ ngoài hình là bạn gái đã cao 1m60 trở lên là được. 60? Dạ tại vì em cao 1m73 rồi. 73? Dạ em rồi. Muốn cho hai bên cho tương xứng. Em cao mét mấy bé? Chị thấy em cao lắm luôn á. Dạ 1m65 mà. Trời dư xăng, okay. Cao hơn Thư luôn á. Okay. Chị Nam Thư cho em hỏi là bên cái bạn gái có xăm không ạ? Có hình xăm không hả? Bé em có hình xăm không cô? Dạ không ạ. Không có hình xăm. Điểm không thích ở bạn gái nữa là gì? Cao. Bạn gái là cái tính lăng nhăng là em thích. Không, ngoại hình, ngoại hình. Người có da có thịt xíu là được rồi. Có da có thịt đúng không? Có da có thịt có. Ai cũng có da có thịt hết trơn. Dạ, không ai mà không có. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp đại diện gia đình hai bên ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại bà nội, cô dượng và em họ của em. Bà nội, dạ. Con chào bà nội. Nội, nội thấy gì sao? À, tôi thấy cháu trai này thì cũng được, hiền lành. À, tôi cũng là bà nội của cháu Diễm. Dạ. À, tôi cũng mong sao cho cháu tôi được hạnh phúc. À, tôi rất vui rồi. À, cháu tôi thì nó hồi nhỏ thì nó sống với tôi hồi mới có 5 tháng mấy à. À, tôi nuôi nó tới giờ. À, cũng cho ăn học rồi đàng hoàng. Rồi hiện tại bây giờ là cháu là ở nhà bán quán rồi với tôi. Rồi... cháu thì rất hiền và cũng có hiếu với ông bà. À, tôi xin chuyển lời cho rể. Em xin chào chương trình. À, em cũng xin tự giới thiệu luôn, em là Dượng, là Dượng rể. Em bà xã em ngồi bên đây. Bạn trai này của con là nói có cảm xúc thì theo Dượng thấy là rất là tuyệt vời. Dượng cũng là người cảm xúc nặng. Nói chung là Diễm thì sống với... cô Dượng, lúc cô Dượng còn sống với ông bà nội 19 năm. Sau đó cô Dượng mới ra ở riêng. Thôi thì cũng cầu mong sao con và bạn con có hạnh phúc thì Dượng. Nói chung là Dượng sẽ lo hết tất cả. À, xin cảm ơn chương trình. Bên nội Dượng này kia rất là thương, cho thấy được rằng là em gái rất là ngoan luôn, được tình yêu thương của ông bà nội Dượng. Rồi em trai, em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ. À, chào cô chú. Dạ tôi xin phép chào hai MC, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của em Văn, đây là bố của em Văn. Hôm nay đến hôn trường đây tôi rất vui mừng. Ê, tìm một nửa yêu thương cho con, cho cháu. Mẹ thấy cô gái bên đây cũng cao ráo, dễ thương. Thì nghe nói qua đó thì ở với ông bà nội chi thì cũng dễ thương thôi. Và con trai của cô bên đó là, cô không phải là khen đây, nhưng mà con trai của cô là bốn đứa như đứa nào cũng còn nết con ai hết. Lo cho gia đình, giỏi lắm. Đi lao động thì lương bổng thì 5-7 triệu đó. Sau đi vợ chồng thương yêu nhau thì về tính toán làm ăn thêm cho con của cô là đứa nào cũng giỏi hết. Từ A đến Z là việc gì cũng làm được hết. Sẽ lo cho em một gia đình giỏi lắm. Có gì xin hai MC là tạo điều kiện giúp đỡ cho hai cháu. Dạ, rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi Nam Thư ha. Dạ, mở rào. Có bao hoa này tặng em. Dạ, em cũng có món quà để tặng anh ạ. Mong rằng em sẽ lúc nào cũng tươi xinh như cái bông hoa này vậy. À, em cảm ơn anh ạ. Quà của em á là mứt xoài. Mứt này là do em tự làm á. Còn nếu mà anh muốn cách sử dụng á thì anh có thể gọi cho em. Rồi, ok em. Cảm ơn. Bây giờ hai bạn mình nói chuyện với nhau ha. Em làm đầu bếp đúng không em ạ? Dạ đúng rồi. Em làm đầu bếp là em làm ở ngoài Bình Thuận luôn hay là em ở? Dạ em, bà em có mở một quán ăn á. Khi xưa thì em làm nghề khác, em làm văn phòng cho một công ty may. Nhưng mà khoảng thời gian sau này á, một năm trở lại á, thì bà em á, thì cũng lớn tuổi rồi, nên cũng muốn là em về phụ với gia đình. Là em quan điểm gì về tình yêu? Yêu một lần thì phải cho đáng, phải tìm đúng người, phải là chín chắn nè. Khi mà yêu thì phải đặt hôn nhân lên làm đầu.
không phải là quen rồi coi thử là như thế này như kia ông ấy thì bỏ. Như vậy thì em không được, em muốn là phải có một kết quả rõ ràng. Dạ. Trong đó có sự chung thủy, chân thành và có cái sự chia sẻ với nhau nữa, đồng cảm với nhau nữa, mới mang đến cái hạnh phúc suốt đời. Đó. Anh thấy em như thế nào? Có đạt cái tiêu chuẩn của anh không ạ? Anh thấy em rất dễ thương, ngoài hình anh thấy là ok rồi. Chúng dạ, anh xin đẹp trong mặt của anh là được. Thôi mình hẹn hò thế nào? Em ở Bình Thuận là ở cái huyện nào hay là cái xã nào? À, em ở huyện Đức Linh à, giáp với lại Xuân Lộc Đồng Nai á. Xuân Lộc Đồng Nai là Cẩm Mỹ đi lên á, à, Long Giao đi lên á. À, về là rồi rồi, anh có lên Cẩm Mỹ gần này nữa, là đi cái hướng này. Về là đi hướng Bà Rịa đi lên. Đúng rồi, dạ, dạ, đúng rồi, anh em có đi xe buýt đi lên Cẩm Mỹ Đồng Nai rồi. Về là mà đi lên có xe buýt nữa là được rồi. Dạ, thì em ở đó tiền xe buýt á. Công ty của anh là rất là dễ, một tháng là được nghỉ 4 ngày. Nhưng mà cái thời gian đó là không nhất thiết phải là chủ nhật. Nói chung cái ngày nào mình nghỉ, thay vì một tháng là mình nghỉ 4 ngày, mình dồn 4 ngày vô luôn là mình nghỉ. Nói chung hẹn hò người yêu là rất thoải mái. Còn có lúc mà ví dụ mà em cần cái lúc nào trong một tháng đó, ngày nào thì anh chỉ cần nói với sếp anh một tiếng là anh có thể đến thăm em. Dạ, à. Em thì cũng không sợ yêu xa đâu, không có người yêu mới đáng sợ thôi. Đúng rồi. Người ta nói người ta không thích yêu xa nhưng mà anh rất thích yêu xa. Anh muốn sự cảm nhận, anh muốn sự giống cái anh thích đi du lịch á, anh muốn thích đi ở đây đó để cho biết. Nếu như tiến tới hôn nhân thì con cái như thế nào? Thế anh thì anh thích con trai hay là con gái? Nói chung là con trai con gái gì cũng là con hết, con của chúng ta hết. Em cũng vậy, nhưng mà về mà giáo dục trẻ nhỏ thì em cực kỳ nghiêm khắc. Giống như anh hết. Dạ. Giống như anh luôn. Nói chung là giáo dục con cái, nói chung là sau này em có con, chúng ta có con là cái giáo dục con cái là để anh lo cho. Anh lo cho từ A đến Z luôn. Con là cái. Chăm con luôn. Chăm con luôn. Ồ. Tối cà. Đâu bây giờ chăm con biết hát ru con không? Dạ. Cái đó giờ em hình như em thuộc lắm anh à. Em lên chương trình em muốn gửi đến quý khán giả một bài hát. Với lại anh chị, hai anh chị MC với là bạn gái bên một bài hát mang tên là Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, nhạc của Phan Huy Điệu. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em. Ngôi sao như xuống thấp, cho ta gần nhau thêm. Cảm ơn bạn. Ở hai đầu nỗi nhớ ha. Nhưng mà hai bạn cũng ở gần chứ không phải ở xa lắm đâu. Sáng đi xe buýt, chiều đón xe buýt về cũng được. Em gái có một cái bài hát nào gửi tặng lại chàng trai không? Em cũng xin gửi anh một bài hát. Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu và sẽ yêu ai đó thật nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh làm trái tim này thật mong manh. Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui và có khi cho đến trọn đời. Nhưng ai hay ngờ bóng một ngày mới xa. Tình yêu khiến cho lòng mê say. Có những lúc em vu vơ suy nghĩ, có những lúc em lại thẫn thờ. Những bối rối cứ đồng đầy trong trái tim em từng ngày. Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng, bao nhiêu nhớ thương dành cho riêng mỗi anh người đã đến trong đời. Và làm cuộc đời em tự như chơi vơi. Và từng đêm nhớ mong lòng còn bao nhiêu vấn vương, bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau và chờ đến bao giờ. Lòng còn tồn tại nhưng bất ngờ vì anh là của em. Bây giờ hai người bước tới nắm tay nhau và nói cho nhau những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm nhận của mình và mong muốn điều gì với đối phương. Nắm tay nhau, đó. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Chúng ta có 30 giây để nói về những tình cảm của mình với người đối phương. Cho nắm tay là chúng ta gặp nhau đây cũng Âu cũng là cái duyên. Cho nên là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Anh không hứa sẽ mang lại sự giàu sang cho em. Nhưng ở chương trình này, với sự chứng kiến của quý vị khán giả thân thương, anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc của chúng ta suốt đời. Em gái nói gì đi.
nắm tay nhau, đừng buông tay nhau ra, thử cảm nhận về nhau. Thật sự là đến chương trình này cũng mong là có một người người yêu, một người chồng để mà chăm sóc và quan tâm cho mình ở khoảng thời gian sau này. Nên đến đây với một tấm lòng mà thật sự là nghiêm túc. Và em cũng muốn là chúng ta cho nhau một cơ hội. Cảm ơn em. Anh Quỳnh Linh cho em xin một phút được không ạ? Được. Đây, chưa trong nha. Bó hoa có một bức thư này. Em đọc đi bé. Cái thư này là hồi đêm anh viết cả đêm đó, để dành tặng cho em đó. Tất cả đêm viết ra hả? Tất cả đêm viết. Chào em cô gái đến từ tương lai. Em mà, chúng mình gặp nhau đây, Âu cũng là cái duyên. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta đã có cơ hội gặp nhau. Mong rằng chúng ta hãy trân trọng và tìm hiểu một cách nghiêm túc. Em mà, duyên này bạn muốn hẹn hò tạo, phận này là do người chọn, và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Ngay từ ngày này, giờ này, phút này, tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng với sự chứng kiến cổ vũ nhiệt tình của quý khán giả thân thương nhất, đồng hành cùng với hai anh chị MC rất dễ thương và duyên dáng, đặc biệt có sự góp mặt mong đợi của người thân hai bên. Em mà, anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang, nhưng anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời. Những câu từ này không được trau chuốt cho lắm, nhưng nó sẽ là tất cả chân thành nơi anh. Em hãy tin tưởng nơi anh và hãy cho anh một cơ hội em nhé. Gia đình hai bên đang mong chờ niềm vui từ chúng ta đó. Trên thư, Nguyễn Văn gửi người con gái anh thương. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Xem giờ phút thiêng liêng này hai trái tim có đồng điệu với nhau hay không nha. Sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hai bạn trời ơi. Nắm tay nhau đi. Nè, xin phép ông bà, xin phép dì, ông bà nội, xin phép dì bắt đầu từ đây cho tụi con hẹn hò với nhau, chính thức tìm hiểu nhau. Con cũng đến chương trình này, hôm nay con đến chương trình này, con muốn tìm một nửa yêu thương của con. Con xin phép ông bà với giường với dì, con sẽ bảo vệ và con sẽ, nói chung là con sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời ạ. Em gái nói gì em nói gì với ba mẹ của bạn? Dạ con chào cô chú ạ. Con mong là sau này á cô chú sẽ tạo điều kiện cho chúng con được quen nhau và có thể chúc phúc cho chúng con được ạ. Dạ. Hôm nay cái sự chứng kiến của ông bà, dượng cô, ba mẹ và hai họ luôn, mình hôn cái nụ hôn đầu tiên để chứng minh cho những gì nãy giờ mình nói đi. Yêu thương nhau thật lòng nha. Rồi, mời em trai. Dạ, con xin phép mọi người với lại dưỡng cho con xin hào này. Rồi bây giờ em là đang sống ở Củ Chi. Dạ, là em sống Chi. Với ai? Dạ em sống với là ông bà ngoại. Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ 70 mấy tuổi rồi. À rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em đã mất từ sớm. Vậy là em cũng không có anh chị em gì hết hả Thoại? Dạ em cũng có một người em, nhưng mà cũng đã bị tai nạn giao thông mất cách đây 3-4 năm rồi. Mời bạn nam. Đây là anh trai. Ngồi đi em. Dạ. Và xin mời bạn nữ. Dạ em xin chào ông Quyền Linh. Chào chị em Nam Thư, bạn nữ kế bên và quý vị khán giả. Dạ em tên là Lê Hoài Thoại. Em 30 tuổi, em làm sửa chữa điện thoại di động ở Củ Chi. Quê ở Củ Chi luôn hả Thoại? Dạ quê em ở Củ Chi luôn. Thoại 30 tuổi, sửa điện thoại ở Củ Chi. Đúng rồi. Rồi bây giờ mời bạn nữ.
Em chào chị Nam Thơ, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia. Em tên là Trần Thị Thu Hương, năm nay em 23 tuổi, đến từ thành phố Buôn Ma Thuột. Em đang là dược sĩ. Em làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại em đang làm ở bên quận 8 anh ạ. Quận 8 đi Củ Chi chắc cũng hơi gần rồi nha. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi Thoại. Em rất là chú tâm cho công việc. Rồi khuyết điểm là gì? Ít nói, với lại em không có giỏi giao tiếp lắm. À, nhút nhát hả đúng không? Rồi sửa điện thoại, người ta vô ta sửa thì không có nói cái lo sửa điện thoại không hả? Dạ, em chỉ nhận rồi em sửa thôi. Em sửa giùm anh cái điện thoại coi. Thoại này giờ gọi không được, mất màn hình rồi luôn, vô internet không được luôn. Trời ơi, dạ. Nghĩ sao người ta sửa điện thoại thông minh, anh đưa cái điện thoại đó ra sao sửa được anh Linh? Tịnh cài internet vô. Cài internet vô, anh niềm tin dữ quá. Thì còn Hương, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em cũng rất là nhút nhát, cũng rất là ít nói, cũng hơi cứng đầu. Em nhận định em cũng hơi một đứa hơi vô tâm xíu. Em rất thích đi hát và giao lưu với mọi người. Hát giao lưu liền em. Anh đã đi hơn 1/3 quãng đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân buông lơi nghỉ ngơi. Do em khó hay là đời khó em ơi? Muốn nói cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức, về bao câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh đã yêu em người ơi. Hay quá. Bài này một bài hit của anh Trịnh Thăng Bình đúng không? Trời vậy ơi, đúng rồi. Hay quá, không phá hit của anh Bình, hát hay quá. Dược sĩ mà hát hay nữa, về chết rồi người em luôn á. Bên đàn gái ta hát vậy, bên hát, đàn trai hát em. Hát đáp giao tiếp lưu sức liền luôn. Nào. Từng hạt mưa lung linh xôn xao, để mong mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình mình dạt dào, phố xa thêm tan gian này về mơ lúc phải kể. Vẫn thấy đôi mắt tình yêu vẫn đam mê, nhẹ nhàng rũ trên mưa ngâu, lung linh cơn mưa đâu. Mưa reo mãi làm gì giọt sầu, hỡi trái tim cô đơn lạc lối, hãy ngước mặt cười để thấy quanh ta tình yêu vẫn có đôi. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Người yêu hỡi em biết không, vẫn say đắm trong lòng. Dù thời gian trôi qua, tình vẫn trao người thiết tha. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ anh. Đúng rồi. Anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng màn bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn. Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Hai. Yeah. Mạnh mẽ lên em ha. Dạ. Mình nếu mình chuyển cái đó thành anh với em thì mình sẽ hát mạnh mẽ hơn nữa. Được không? Sáng dạ, sủa. Chị Năm đẹp trai. Chào em. Hơi nhút nhát. Nhìn mặt là thấy vui rồi đó. Dạ. Em có đang giận ai không? À, tại vì em hồi hộp quá. Hồi hộp hả? Dạ. Thoải mái lên, có anh bên cạnh nè, thoải mái lên. Mặt thấy cưng dễ sợ. Nhỏ lớn ra đường có ai nói mặt mình buồn không? Ừ, dạ có. Có hả? Mà dạ. Tức là bây giờ đang vui, đang buồn hay đang bình thường? Dạ tại vì mặt em nó vậy. Lúc đấy. Nào nó cũng vậy. Mấy người này là không có đi khai trương được. Thấy không? Đúng dạ. Gương mặt khó đi khai trương lắm, ta thì tới sau thôi. Đúng rồi, nhưng mà Tết đó rồi vậy đó. Bây giờ em mới về nhà anh chỉ em nè. Em về nhà em để cái gương trước mặt á, em nhìn vô cái gương nè, không có ai em đóng cửa hết trơn, nếu em nhát đóng cửa hết. Em làm như thế hoài á, cái cơ mặt á nó sẽ vận động, nó sẽ thay đổi để nó có nhiều cảm xúc trên gương mặt. Hay em trai nghe lời anh đi. Dạ. Hồi đó cái mặt anh thấy gớm luôn, cái mặt anh sau đó anh soi gương, hồi đó dưới quê mà nhút nhát lắm, sau đó lên mà soi gương mình làm vậy hoài đó, làm hoài cái mặt mình nó cơ mặt nó thay đổi và tự nhiên cái mặt nó sáng lên liền. Chứ đẹp trai lắm chứ bộ. Dạ. Trời ơi sáng trưng, trời cũng hot boy lắm, đừng có giỡn. Cái này tôi tuốt lại nửa tiếng hồ tôi bảo đảm ấy, nhìn không thua gì Sơn Tùng MTV. Trời ơi, mặt Hàn Quốc ha, mắt một mí. Thoại. Giờ mình đối thoại với chị nè Thoại. Có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì trước giờ em cũng chưa có mối tình hết. Em cũng có đơn phương một hai người nhưng mà cũng chưa có nói ra.
Trời ơi, bây giờ là dạng như là để ý mà đơn phương ai hoặc là thích ai, người ta hay gọi là từ crush á. Mình crush người đó, đúng không? Dạ. Chưa trải qua mối tình nào luôn, chưa yêu ai luôn hả? Rồi. Dạ chưa. Tội nghiệp nhỏ không? Trời ơi, Hương, vậy còn Hương, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chưa có. Hiện tại em có quen một hai người nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thì sau đó thấy hai bên không hợp nên là tụi em không có đi tiếp nữa. Có nắm tay chưa? Dạ có. Có hôn chưa? Vậy chưa? Chưa. Chưa, thấy chưa, vậy chưa phải là tình yêu. Nắm tay ai chưa? Thời đi học cũng có nắm tay với bạn nữ. Nắm tay bạn nữ chơi kéo co rồi vậy hả? Dạ. Nắm tay bạn nữ thấy cảm giác sao? Dạ, đó là chỉ là bạn thôi. Cái đó mình không tính nha. Dạ. Ê chà, tình trường là chưa có gì như trang như trang. Những người còn sót lại Sài Gòn chưa yêu. Được, dễ thương trong trắng ngây thơ. Thời đến qua anh coi đàn gái sao mà. Dạ. Đàn trai hiền khô. Ô chào em gái. Dạ, chào anh. Mở kiến ra thử xem nào. Trời ơi, chớp mắt. Tao nói chớp một cái, tao nói nó tắt đèn luôn ơi. Mắt rất là xinh nha. Ôi, dạ, mắt xinh dữ vậy. Mắt sáng lắm luôn á. Dạ. Em mở kính ra em xinh gấp 10 lần khi đeo kính. Mà đeo kính phải chọn cái kính nào nó hợp nó còn xinh hơn nữa. Dạ. Trời, đàn trai thấy là chịu rồi đó. Dạ. Nhưng mà bên đây hiền quá à. Hai đứa hiền nữa, nhút nhát nữa rồi. Giờ ai nói chuyện với ai rồi? Một cái người trụ cột trong gia đình nếu mà hiền quá em thấy sao? Đôi lúc cũng phải mạnh mẽ lên đó. Đúng rồi, phải mạnh mẽ lên nha, đừng có hiền quá. Em không thích điều gì ở đàn ông? Không có được gia trưởng. À, này mà gia trưởng cái gì? Này chỉ có sợ vợ thôi. Nó hiền quá. Chắc chắn hiền hơn bên đàn gái. À, dạ. Nhát hơn đàn gái. Nhưng mà cặp này em thấy được cái nha, hợp rất hợp lý luôn. Đàn trai chịu đàn gái đó nha. Được đó. Dạ. Vậy còn bên Thoại, em thích một mẫu người con gái như thế nào? Không cần cao lắm đâu, nhỏ nhắn dễ thương được là chị. Được. Cái này em dư đã ứng được luôn. Đàn gái dư xăng dư sức. Da trắng da đen gì có không? Tiêu chuẩn gì không? Dạ không, em chỉ cần lịch sự, lễ phép với lại người lớn là được rồi. Trời ơi, con gái thì ai cũng lễ phép, quan trọng là mình như thế nào thôi. Thoại có tật xấu gì không? Khai thiệt. Em ngủ cũng nhiều lắm. Mấy ngày nghỉ là em ngủ nguyên ngày luôn. Thích ngủ đúng không? Dạ. Ngủ rồi có ngáy không? Dạ không. Ngủ rồi có đạp không? Dạ không. Ngủ rồi có lăn không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Ngủ im, nằm im cục vậy hả? Dạ. Còn gì nữa không? Khai thiệt nha, khai thiệt nha. Dạ không, em không có cà phê hay là ăn nhậu gì hết. Giỏi. Rồi em có tật xấu gì không? Kể chị nghe luôn. Dạ, tật xấu của em thấy em ham ăn. Ham ăn nó khác thích ăn. Ham ăn gọi là ham ăn là dành nhiều của người khác ăn. Còn thích ăn là mình mua càng nhiều đồ ăn càng tốt. Thích ăn là rất là mình thích rất nhiều đồ ăn. Còn ham ăn là cái gì cũng ăn. Dạ, cái gì cũng ăn và ăn cái gì? Ăn nhiều luôn. Dạ, thường em đi với đám bạn của em thì em rất là chân thật là em là đứa ăn sau cùng. À, đôi đũa vàng là em á đúng không? Dạ. Cái đó là thích ăn thôi. Em dạ. Thích ăn không? Dạ cũng thích chị. Em cũng có biết nấu ăn nữa. Rồi biết nấu ăn luôn, giỏi nhở. Nấu món gì? Dạ canh rồi xào rồi nấu gì em cũng làm được hết. Rồi bây giờ em là đang sống ở Củ Chi. Dạ, là em sống Chi. Với ai? Dạ em sống với là ông bà ngoại. Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ 70 mấy tuổi rồi. À, rồi ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ em đã mất từ sớm. Sống với bà ngoại từ nhỏ luôn hả? Dạ. Vậy là em cũng không có anh chị em gì hết hả Thoại? Dạ em cũng có một người em. Nhưng mà cũng đã bị tai nạn giao thông mất cách đây 3-4 năm rồi. Thì buồn với em điều đó ha? Dạ không sao. Rồi bà ngoại làm gì Thoại? Dạ ông bà ngoại hiện giờ thì đang buôn bán với là cô dì ở bên Bình Dương. Dạ. Là nuôi em từ nhỏ tới lớn luôn. Em ở với ông bà ngoại. Dạ em ở với ông bà ngoại từ nhỏ. Tội nghiệp ông bà quá nha. Thương quá. Thương quá. Tức là một mình tự lập rất sớm. Vậy là chắc chắn là ông bà ngoại cũng hết sức là mong em sẽ có một gia đình ổn định đúng không? Dạ. Chị cũng mong hôm nay em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của em. Rồi, bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân xem ý kiến như thế nào nha. Thoại đi với ai Thoại? Dạ, bữa nay em đi với lại hai dì của em.
Dạ, có gì Út gì Năm. Rồi, xin chào bên đàn trai. Dạ. Em là dì Út của cháu Hoài Thoại. Thì nói chung là cháu ở nhà thì từ nhỏ giờ ở với ông bà rất là hiền và dễ thương. Cháu rất là siêng năng. Cô gái bên đây thì Út thấy rất là dễ thương, hiền và xinh xắn. À, nếu mà được thì hai đứa cho nhau cơ hội bấm nút để mình tiến xa hơn nữa. Dạ. Xin cảm ơn chương trình. Trời, còn dạ. Chị kế bên là dì luôn hả? Dì Năm nói vài câu đi dì Năm. Nãy sao dì Năm khóc vậy? Tại thấy Thoại đi không có mẹ thương. Có gì hay gì không mà thấy tội nghiệp. Dì có mong muốn điều gì cho Thoại cho cháu không? Mong muốn cho nó gặp bạn gái cho nó kết hôn để nó có gia đình cũng mừng cho nó. Thoại nó ngoan không dì? Ngoan. Nó có dắt ai về chưa? Chưa. Dễ gì nắm tay nó còn không dám mà. Dạ, hy vọng rằng với sự ủng hộ hỗ trợ của hai dì á thì Thoại sẽ cố gắng để làm lụng để phát triển ha. À, mấy đứa trẻ giờ nó cũng giỏi lắm. Nó sẽ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nó năng động, sáng tạo nữa. Rồi thấy nãy dì ngồi dì cứ quệt nước mắt hoài à. Dì là thương Thoại dữ lắm luôn ha. Dạ. Rồi cảm ơn hai dì nha. À, em gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến chương trình cùng với bác gái, chị gái và các bạn của em. Dạ, em xin chào gia đình của Hương. Rồi. Chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Hai dạ. MC vui tính, dạ. Dễ thương. Vâng, thì trước hết thì cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các cháu có cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thì cháu Hương ấy thì sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột, trong gia đình hai ba mẹ đều là giáo viên. Dạ. Nên là cháu cũng được dạy dỗ ngoan hiền lễ phép. Dạ. Chứ khi nãy nói cái gì vô tâm cái gì thì tôi thấy là cháu dùng từ sai đấy, chứ còn thực ra cháu rất ngoan lễ phép. Tôi ở dưới Sài Gòn này thì cháu ở với tôi rất biết lễ phép, kính trên nhường dưới. Đấy là đối với cháu Hương, còn cháu Thoại bên này thì tôi thấy cháu rất là hiền, dễ thương, chân thành. Cũng rất là mong thì thông qua cái chương trình này thì hai cháu tạo cơ hội cho nhau. Mình gặp nhau, mình tìm hiểu thêm, có cái tình cảm yêu thương, chia sẻ, đồng cảm. Thì có thể các cháu sẽ tiến tới xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn đàn gái nhiều. Dạ. Chắc là bé nói chuyện mình vô tư nhưng nói nhầm vô tâm. Nãy Quỳnh Linh nhìn mặt thì rất là phúc hậu luôn, dễ thương. Rồi bây giờ là chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Cố lên nha Thoại, cố lên. Dạ. Bây giờ mình gặp bên đàn gái mình mạnh mẽ lên nha. Có anh Quỳnh Linh ủng hộ đây, đừng có lo gì hết. Kéo rào. Rồi, không gian này là của các bạn. Em lớn lên nha Thoại. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là sẽ được hát cho em nghe hàng đêm. Ồ, dạ. Em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà gửi cho anh. Dạ, chợ xương rồng. Nếu mà hai mình đi đến thành đôi á, thì cái cây xương rồng này tượng trưng cho là anh sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Còn anh có thấy cái cây nấm lùn ở đây không? Thì nó giống như em sẽ luôn ở bên anh, giúp đỡ anh. Anh cảm ơn em. Đây đây, món quà này là tai nghe đúng không? Dạ. Ủa cái này xài làm sao Thoại? Dạ, để em đeo cho bạn nữ. Đeo cho bạn nữ đi đó. Cái... Ủa chứ không phải là cái này đeo lên tai hả anh? À dạ, cái này thì mình để mình nghe nhạc sau á. À. Mà hỏi nó hồ dạ không? Dễ thương đeo quá. Đeo là à. Đeo lên đây đúng không? Còn dạ. Không? Bây giờ đeo này là để mấy mốt nghe nhạc sau hả? Dạ. Rồi. À. Sao rung dữ vậy? Rung không? Dạ, rung không? Rung. Rung phải không? Dạ. Nắm tay thử dạ, bạn. Nắm tay một cái hết rung. Nắm đi, nắm thử coi, hai đứa nắm thử coi. Hai đứa nắm tay chứ bắt tay gì? Nắm tay chứ phải bắt tay gì? Ừ, đó. Đây. Okay. Hỏi bạn gái có sửa điện thoại không? Điện thoại có hư gì không? Có hư gì là anh sửa cho em. Dạ. Rồi, về chỗ, dễ thương quá. Ngồi đi điện thoại. Thấy chưa, hiền không? Dạ hiền. Đàn trai hiền lắm luôn á. Rồi bây giờ nè, hai đứa đó trò chuyện với nhau đi. Mình cảm giác coi, lần đầu tiên hai con người chưa bao giờ biết nhau, gặp nhau, nói chuyện tình yêu với nhau thế nào. Rồi, bắt đầu. Anh cảm thấy em giống như những gì anh tưởng tượng.
Lúc vừa nãy anh tưởng tượng em là như thế nào? Anh tưởng tượng em là một người nhỏ nhỏ, dễ thương. Kéo rèm ra anh cũng hơi bất ngờ. Anh không ngờ là lại giống như vậy. Giống với cái sự tưởng tượng của anh như thế này. Thành em thì em xin lỗi, như vậy em có tưởng tượng là bên anh sẽ là làn da trắng ấy. Nhưng mà không sao, em cũng rất là yêu thích cái làn da ngăm của anh. Anh muốn hỏi là một tháng thì em có thể rảnh được bao nhiêu lần? Hỏi một tuần chứ sao hỏi một tháng. Thường em sẽ rảnh thời gian là cuối tuần, ngày thứ bảy với chủ nhật. Nếu mà hai đứa quen nhau thì em cũng muốn anh với chút thời gian ngủ và đi ra đường dạo chơi với em. Anh có ngại đường quả đường xa từ Củ Chi xuống bên quận 4 không anh? Không, anh không có ngại. Dạ. Quan điểm tình yêu hôn nhân của hai đứa là gì? Nếu mà đã kết hôn thì sao? Kinh tế mình sẽ tính toán như thế nào? Thoại có quỷ đen không? Đồ. Dạ, tất nhiên là không rồi. Kết hôn rồi thì kinh tế sẽ do dễ giữ. Em chỉ ở đạo suốt đời thôi. Thương quá à. Dễ thương quá à. Một chàng trai hết sức là tình cảm. Chị nhìn em chị rất là xúc động luôn á. Bởi vì chị biết em rất là thiếu thốn tình cảm. Mà chị thấy Hương, cảm giác chị ngồi kế bên Hương, chị cảm thấy Hương rất là ấm áp. Hy vọng là hai đứa sẽ bấm nút cho nhau cơ hội nha. Thoại hỏi coi nữa về em thích sinh con trai hay con gái. Đúng rồi. Em thích sinh con trai hay con gái. Anh thì anh không quan trọng cái chuyện trai gái đâu. Anh nghĩ con nào là cũng mình cũng thương hết. Dạ thì cái chuyện sinh con trai con gái theo em thì chủ yếu là do bên đàn ông là theo cái theo em đi học hay vậy. Nhưng mà muốn thì em vẫn muốn có một đứa con trai, có một đứa con gái. Nếu mà có gái không thì chuyện đó cũng không quan trọng, đó là con đều là con của mình. Anh hy vọng là anh có thể dùng cái khoảng thời gian của sau này để chăm sóc được cho em. Nó dồn nén bao nhiêu năm mới nói được câu đó. Bây giờ nè, Thoại thấy tim mình có khác thường chưa? Dạ, em rất rung. Rất rung đúng không? Tim có cảm thấy rung rinh trước bạn gái không? Dạ có. Có hả? Còn em thì sao hả Hương? Dạ em đem bị đốn tim bởi những câu nói của anh. Trời ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Chúng ta chỉ quyết định trong 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng Thoại. Chúc mừng em. Chúc mừng em. Chúc mừng Thoại. Vui lên nè. Vui lên. Vui lên. Vui lên. Lên. Cưng quá. Nắm tay bạn gái nắm đi. Nắm tay. Nắm tay đi. Rồi hãy đứa quay ra đây. Bây giờ Thoại phải nói một điều gì đó với gia đình bên đàn gái, gia đình của Hương nha. Dạ con xin phép dì cho con có cơ hội để đến được với Hương. Con hứa dì là con sẽ chăm sóc cho Hương. Mốt nhớ gì nhớ đem điện thoại cho con sửa giùm nha. Dì Năm khóc nữa kìa, thấy thương quá. Dì Năm khóc kìa, nói với dì gì đi. Dạ cảm ơn dì Năm dì Dốt đã tiếp theo con tham gia chương trình hôm nay. Nè Thoại với lại Hương, hai đứa dễ thương lắm luôn á. Dạ. Thật sự là cái sự có mặt của hai đứa ở đây á, nó làm cho chúng tôi tin hơn rất là nhiều. Hạnh phúc đang ở đâu đó rất gần của chúng ta. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây và anh Quỳnh Lý biết rằng cả khán giả đang xem truyền hình đang rất ủng hộ hai bạn. Bởi vì hai trái tim này rất là dễ thương luôn. Một người là dược sĩ, một người sửa điện thoại. Có mặt bằng nào đó, một bên sửa điện thoại, một bên là bán thuốc. Hợp lý quá trời. Rất hợp lý. Và tuổi trẻ bây giờ rất là giỏi. Cố gắng lên các bạn nha. Mong rằng một ngày nào đó sớm nhất, anh Quyền Linh, chị Nam Thư sẽ nhận được tin vui của các bạn. Và anh Quyền Linh với chị Nam Thư hứa rằng nếu các bạn là đám cưới, chị đi đó nha. Chị đi đó. Anh Quyền Linh và chị Nam Thư sẽ đi. Anh chị đi. Nào hứa với chúng tôi đi. Dạ. Hứa đi nào để chúng ta để tay vào. Nào.
Cố gắng lên các bạn trẻ nha. Cố gắng chúng nha. Tôi tin vào điều đó. Với ánh mắt các bạn, tôi tin vào những tình yêu rất là chân thật. Chúc mừng các bạn. Dạ. Hoàng Anh, chưa. Gì nữa? Chưa hôn. Đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên. Thoại chưa bao giờ hôn và Hương cũng chưa bao giờ. Nụ hôn đầu tiên, đầu đời, nụ hôn đáng nhớ, nụ hôn lịch sử tình yêu của hai đứa. Hôn dạ. cho dì Năm, dì Sáu sướng cái coi. Dạ, con xin phép dì cho con cho con hôn em Hương một cái. Ừ. Biết hôn không? Dạ. Biết không? Dạ, dạ biết. Biết hả? Hôn nhớ, mẹ vô. Đó. Để nguyên, để nguyên chưa? Chưa chưa gì hết. Bên má bên kia. Để nguyên, để nguyên. Để nguyên, để yên. Để nguyên chưa? Y nguyên, chụp tấm hình lưu niệm, bở cái tay ra. Chụp tấm hình mạnh vô. Phun hít vô. Hít vô. Rồi, cảm ơn anh. Dễ thương quá à. Thấy sao? Dạ, thơm anh. Thơm anh. Dễ thương lắm luôn á, thật sự luôn á. Anh thích nói chuyện với hai đứa lắm. Cố gắng chăm sóc Hương nha Thoại. Dạ. Về cho gửi lời thăm ông ngoại. Thoại bán điện thoại ở với ông bà ngoại. À, cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em. Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Giờ em mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em thấy sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Quý Linh và Hồng Vân xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina Kiyoway, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Ngay bây giờ thì Quý Linh và Hồng Vân sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Hơn bạn xíu thôi. Bốn mươi non. Ôi trời ơi. Mời nhà trai. Đây, chào em. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà làm công tác ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Em bạn Trấn Thành hả? Béo hay sao anh? Rồi. Rồi, còn em. À dạ, chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Ario. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn xíu thôi. 12 lon hả? 15 lon? Tầm 40 lon. 40 lon. Ôi trời ơi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sẽ ơi, sai. Trời ơi, nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt. Nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng, rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi?
Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chí hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Em ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không có mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà cho nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, nó ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm người ta nấu cơm ấy, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có một chút hiếu khô. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Xong rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Yeah. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút đó. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó. Sinh là được cái tốt nhất, mà không sinh thì cũng sinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mà em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á, thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ, đó. Cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á, thì mình nhân viên dưới mình á, thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đó không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có đây không? Dạ có kia. Cho anh gặp em trai chút nữa. Nhà em thì là 4 anh chị em, là em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Em 20 tuổi đang làm gì? Đó là rửa xe ạ. Có học cái nghề gì không? Cũng không ạ. Học tới đó tới lớp mấy? Lớp 8 ạ. Thế lương được không? Cái một ngày làm được bao nhiêu tiền? Chắc tầm sắp xỉ 5 triệu ạ. Ôi dồi. 5 triệu một tháng. Một tháng hay một ngày? Ôi trời ơi, tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ, tôi làm sửa xe, tôi là sửa xe luôn đi chứ còn gì. Em tưởng nói 1 tháng ấy chứ. Thế hả, 1 tháng, thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không? Vâng. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa. Thì phải về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em thấy sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy.
Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Em có món quà này tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. À thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Còn em tặng ta gì đó? Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đây thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán Nguyên Hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Đúng. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em nói anh vừa rồi quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra Giang coi được. Giang anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 lần, 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Nên là để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào, để nắm tay Thế được, đưa bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em. Với lại mình hôn bạn được không? Đấy. Dễ thương lắm. Em bây giờ là thua em 12 tuổi ạ. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời em trai giới thiệu về mình. Thôi có gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời chào với cả quý vị khán giả và cả anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào ha. Vâng, okay. Và các bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người theo mây và gió. Từng lời nói em gửi tới. Thoải mái lên nào, thoải mái lên. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ. Em 28 tuổi ạ. Em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cử laser bên là xây dựng. Em là một nhân viên vận hành máy công trình anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung ạ, ở Hà Tĩnh ạ. Em đang làm ở Sài Gòn ạ. Quận mấy? Em ở quận 2 ạ. Rồi bây giờ đến nhà gái mình nè. Em giới thiệu đi. Dạ lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai,
Năm nay em 28 tuổi ạ. Em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. À, người Hà Tĩnh. Hay quá. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn điện quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ. À, quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai, em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng ạ. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em, giống kiểu mọi người hay nghĩ là hay nói là em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Còn điểm yếu của em thì em nói hơi nhiều, có một xíu hay quên. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn. Em thích đi du lịch ạ. Thường là một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch, có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần, một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em vui vẻ, hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và chơi được tất cả các môn bóng đá. Chơi tất cả những môn thể thao. Khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí. Em nói hơi nhiều. Sao nói gì nói nhiều? Nói nhiều. Hay làm được. Em toàn sử dụng công nghệ, có chị Google Maps này. Em được mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương, không có tìm mối tình sâu đậm anh ạ. Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng, hai, giỏi lắm được 2 tháng anh ạ. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy? Này mới vừa quen rồi phát sinh tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa chứ anh ạ. Sao quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ? Chắc là em ngại quá, em nhát gái quá. Đó. Rồi, còn mình thì sao nè? Dạ, em có trải qua 2 mối tình rồi ạ. Mối tình gần đây nhất em chia tay là được 1 năm rồi ạ. Lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á. Nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á. Nên là cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ. Như vậy là 1 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, chào chị Hồng ơi. Chào em. Vâng. Nhát hả? Vâng ạ. Vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới? Vâng, thì em cũng đơn giản thôi chị ạ. Chấp nhận em là đi công trình và làm xa. Thứ hai là quán chuyến điện cho đỉnh được. Thứ hai là kính trên nhường dưới với quan tâm chăm sóc hai bên gia đình là được. Nếu như hôm nay em đến em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Thì cũng là có một hình mẫu là giống Lưu Diệc Phi. Giống Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ đúng không? Có dương quá trong thôi. Em là dương quá mà. Dương quá. Dương quá thì đó là thần tiên tỷ tỷ đó. Đúng rồi. Để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên của em. Dạ. Bạn gái. Dễ thương ha. Đàn trai thấy là chịu rồi đó. Ok. Em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á là một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Tại vì với em cái yếu tố gia đình với em rất là quan trọng. Bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình, anh em mình, sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á, có chí cầu tiến. Có quan tâm với gia đình không? Dạ có. Có ý chí cầu tiến không? Dạ có. À, chúng ta nếu mà lấy nhau đó thì em sẽ định hình ở đâu? Mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến. Trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian rồi khoảng 3-4 năm gì đó. Mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần. Chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó. Thì đó, mình cái hướng thế, đại đa số ta lấy nhau ta cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi. Ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó. Người Hà Tĩnh em ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn dạ. Em ở đâu? Em ở thị trấn Thịnh Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bạn thân của em ạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Mai. Mai là con gái thứ hai. Nhưng cháu sống là tình cảm, hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình, cũng chịu khó. Nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm. Còn bạn trai bên này thì cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương. Vâng. Còn những cái mà cháu nói lên thì cô thấy
cũng rất là chân thành, cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai, quyền lựa chọn ở hai con. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em, chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình ạ, chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai, ở với tớ cũng lâu rồi, công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là do dọn dẹp hết cho anh em, nhưng hàng ngày rồi Dương là quét dọn dẹp văn phòng các thứ là Dương dọn hết. Và ra Dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn. Nhiều khi anh em có bảo ra quán thì Dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó, ăn cho nó ngon và sạch sẽ. Toàn thể công ty mà không có Dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty. Bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời. Dạ, nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn ạ. Đúng. Rồi, chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dương. Vâng. Chào chị. Thì giờ lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng một cái chiếc đồng hồ thông minh và để luôn, mà lúc anh ở bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim, huyết áp và sẽ biết được sức khỏe em thế nào, thì em còn chăm lo cho em và nói với em. Dạ. Ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách. Cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp, mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết. Vâng. Hôm qua anh có nhậu say tí, nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh trăng nó làm phiền anh, làm anh không ngủ được nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh sẽ lựa chọn em đây. Vâng. Bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi. Đưa chị cầm cái hoa giùm cho. Anh xin phép được. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì nhờ bạn gái đọc lên cùng khán phòng cùng nghe. Vâng ạ. Dạ em xin phép được đọc bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu. Yêu em giữa ban ngày, lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh. Là em đọc không có hay, mọi người thông cảm, chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ. Vâng, cảm ơn bạn gái. Cảm nhận về nhau như thế nào các bạn? Dạ thì em cảm nhận là vẫn có hình bóng và Lưu Diệp Phi ở đây. Vâng, thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi. Thì còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào? Qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho em một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Em muốn hỏi anh là ví dụ như anh có hay bị say nắng đồ này kia, nếu mà đi ra ngoài gặp cô này cô kia, anh có hay bị say nắng không? Tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường. Mình chỉ yêu những người chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó. Dạ vâng, em không biết anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh thì hỏi em là... Anh ngại, anh cứ hỏi đi, em thấy bình thường mà, mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn, anh cứ hỏi em đi. Chị đang muốn hỏi bạn dạ. Nữ á, dạ. Bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không? Dạ, nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng, nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ. Nói cho bạn nghe đi, tại vì là thực ra tất cả những cái điều mình cần phải nói, mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn đi xa hơn. Dạ, thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam cũng hay là gia đình bạn. Thì tại sao vậy? Tại sao em gái em phải
anh nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái? Không phải là em phải nuôi, bởi vì là gia đình em cũng có anh trai nữa, nhưng mà đây là cái mong muốn em muốn thôi. Tức là nó phải có một lý do, ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng. Mình hiểu chị không? Để cho bạn hiểu được là cái hoàn cảnh là như thế nào đó. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Không. Thôi. Em hiểu rồi. Câu chuyện đó thì có lẽ mọi người cũng hiểu ha. Hai bạn cũng là cùng quê với nhau. Vâng. Anh nghĩ rằng có cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó, không có gì phải lo đâu nha. Em nói về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó, thật là chân thành và cái quan điểm của em. Vâng, thật sự thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu. Bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như Phật. Thì mới có gì bỏ qua với nhau và không có vấn đề đấy, em không quan trọng. Em đồng ý và em vui với việc đó đúng không? Đó, em chỉ cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi. Vâng. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em không bấm hả? Dạ. Có bấm không? Không bấm. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của em? Em cảm giác là bạn nam rất là tốt. Thật sự là rất là tốt. Ở trong cuộc sống á, em đã luôn rất là phải mạnh mẽ. Em muốn tìm một người em cảm giác đúng là mình được che chở, mình được là một người con gái nũng nịu, rồi được đúng chất là một người con gái. Chứ không phải là cứ gồng mình. Mà bạn nam, em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn, một người anh để em tâm sự. Cảm ơn em. Chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Dạ. Con ra Nguyễn Cung. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường thôi, cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Cũng lái xe. Chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên. À. Dạ. Người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Okay. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa chứ. Xin mời đàn gái. Cái đây kìa. Mời nhà trai. Chào em trai, ngồi đi em. Dạ. Mình tự giới thiệu về bản thân xem nào. Chào Văn Quanh, chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là đang xem đài ạ. Em xin chào nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Ngô Thị Mai. Thì năm nay em 28 tuổi và em đến từ Đắk Nông. Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ Thủ Đức và em làm việc tại quận 4 ạ. Dạ, con làm bên ngành bảo hiểm nhân thọ ạ. Rồi, mời bạn trai. Mina konnichiwa. Watashi wa Lý Tuấn Tú des. Nansai wa San Siu Ni des. Dạ, em dịch lại tiếng Việt. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả các bạn đang xem truyền hình cũng như tất cả các bạn đang ngồi trên khán phòng. Em tên là Lý Tuấn Tú, năm nay 32 tuổi. Thì hiện đang sống và làm việc tại Củ Chi. Thì em đang làm
lái xe nâng hàng bột cho công ty thực phẩm. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường, cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Tú lái xe, nhưng sao Tú lái biết tiếng Nhật? Tại vì đó em đi hợp tác lao động 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018. Dạ. Rồi, nhà gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm nào. Thì ưu điểm của con đó là biết lắng nghe, chia sẻ. Đôi khi con có thể truyền được cái năng lượng tích cực cũng như là tiêu cực đến với lại người đối diện. Tại vì cái mặt con kỳ lắm, vui buồn gì là nó thể hiện hết lên mặt luôn. Và đồng thời thì con thấy con có một cái ưu điểm nữa là chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên ạ. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ vâng, tật xấu thì cũng không ít đâu ạ. Chắc là con hay quên với lại thiếu tập trung. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là thì làm việc nhiệt tình. Đặc biệt là đúng giờ. Em thì em người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Tốt. Tự nhiên là em làm bên Nhật 3 năm là mình quen cái cũng như là cái nội quy, cái phong cách làm việc của người Nhật là em cũng học tập được cái đúng giờ cái, ha. Đúng giờ anh. Dạ. Nhược điểm của em chắc là hơi nhát với lại hơi ngại trước những người đẹp. Dạ. Không, mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình, mà một mối tình đơn phương và một mối tình cũng bình thường anh, cũng lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ cũng 7-8 năm rồi anh. 7-8 năm mấy trước năm? Yêu 2 tháng à. Trời ơi. Thì cũng như là bạn đó cũng còn nhỏ tuổi. Có một ngày là bạn em thấy là bạn đó cũng như là còn ham chơi quá, tính tình chưa có chín chắn á. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa, cho nên là em chủ động em chia tay. Trời ơi. Dạ. Còn mình có mấy mối tình rồi con? Dạ con thì con tính có mối tình thì con trải qua hai mối tình. Dạ mối tình đầu tiên ấy thì gọi là mối tình gà bông thì không tính rồi. Dạ mối tình thứ hai thì cũng chỉ kéo dài được 2 tháng thôi. Cái mối tình thứ hai nó đến chưa đúng thời điểm cũng như là chưa đúng người. Tại vì bạn này á thì không có đem lại cái cảm giác an toàn cho con là cái thứ nhất. Khi mà bạn với con nói chuyện thì con cảm thấy không có hợp và bạn cũng không có cái định hướng là con thì con thích kinh doanh. Thì bạn cũng không có cái định hướng sau này kinh doanh, tức là bạn sống quá án phận. Dạ. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương thế nào là tả đó. Thử coi giống bên đây không? Đúng rồi, con tả thử coi để cô qua cô coi coi nha. Về ngoại hình nữa thì hello. Dạ về ngoại hình nữa thì đi với con thì cân xứng, cũng đừng có trội hơn con là được. Tức là đẹp trai quá. À con không thích đẹp trai quá. Cái đó thì anh bình thường em đừng lo nha. Dạ. Cao bao nhiêu nè? Dạ con cao 1m6. Mình là mét nhiêu nè? Dạ em 1m74. Rồi đó cân xứng rồi. Dạ. Sao nữa? Dạ. Còn về tính cách thì là một người có trách nhiệm với gia đình, biết tôn trọng lẫn nhau, khi mà gặp khó khăn gì thì cũng nên ngồi lại để chia sẻ cũng như là cùng nhau giải quyết vấn đề. Mình nghe ba cái hạng mục đó là mình thấy mình có được mấy hạng mục? Dạ 90% chị. Rồi con ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Thì ghét thì con không có ghét, nhưng mà chắc con không có thích những người đàn ông mà dính phải bốn thứ đó là tứ đổ tường. Đàn ông mà em cũng uống rượu một xíu, nhưng mà ít thôi, chút xíu thôi. Người ta uống 10 phần thì em chỉ uống 1 phần thôi. Cái gốc thì em nghĩ là đó giờ không có rồi. Ba mấy tuổi mà chưa có, thật sự có mối tình cũng như không à. Dạ. Nè con có tin dị đoan không? Có coi cần coi tuổi không nè? Con là người Bắc thì mẹ con cũng khá là tâm thiên. Bây giờ về con hợp với tuổi gì? Dạ con thì con hợp với những cái tuổi 88, tuổi Thìn. Tuổi Thìn, cưng tuổi gì? Dạ, dạ em tuổi Thìn luôn chị. Rồi thôi xong, vậy là vô. Xong, giải tỏa luôn. Được rồi đó. Để em coi tả coi có đúng bên đây không? Phụ nữ thế nào? Nữ chỉ cần cao 1m55 trở lên, hoạt bát vui vẻ, nói chung là biết nấu ăn một chút xíu là được. Quá đơn giản rồi. Dạ con nấu ăn thì quá tuyệt vời rồi. Tuyệt vời thôi xong. Dạ. Dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến chương trình với em gái em ạ. Rồi chào em gái. Con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con là em ruột của anh Tú. Con thấy chị Mai thì hiền, dễ thương, xứng với anh Tú. Hai người anh chị có nhiều cái sở thích giống nhau. Mà con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với lại anh trai của con và một người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị có mặt trong khán đài ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Hải, là anh trai của Mai. Thế bạn trai này có vẻ hiền lành, tự tin và đặc biệt mình thích nhất cái tính của bạn đó là bạn làm trong công ty Nhật á, nên cái tác phong công nghiệp rất là cao. Mình cũng mong muốn là bạn có thể chia sẻ cho mình một chút cái kế hoạch về tương lai khi mà cưới nhau á. Cưới nhau thì chắc chắn nó sẽ không phải màu hồng đâu, mà nhiều khi nó màu đen á, nhưng mà mình hy vọng mình cố gắng biến cái màu đó thành màu nâu cho đẹp hơn xíu. Nâu cũng còn ấy lắm em. Nó phải là cái màu xanh xám đi, ví dụ xám trắng đi, ví dụ vậy là ok. Thì cái dự định của mình sắp tới á,
thì mình đang chuẩn bị học ngành dược, là học 2 năm rưỡi là trung cấp dược, ra là mình có thể đi làm nhà thuốc hoặc là mình mở một cái tiệm riêng, bởi vì mình có cũng có một cái số vốn nhỏ rồi đó, hoặc là sau này mình thích buôn bán hay là mình thích ở nhà làm cái gì chăn nuôi hay gì thì buôn bán kinh doanh thêm cũng được. Cái này mình khuyên lời khuyên chân thành cho dành đến Mai á. Mai ơi, bấm đi nhá. Mở nào. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi em. À, đến đây thì mình cũng có giỏ hoa tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách. Em cũng khá là thích cuốn này. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ rồi. Thì anh cũng thích đọc sách lắm. Để anh giờ anh sẽ đọc. Dạ. Em thì bây giờ mình đang ở Sài Gòn hay là mình ở quận mấy em? Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức và em làm việc ở quận 4. Thường thường cuối tuần em thường hay đi đâu chơi nhỉ? Bình thường cuối tuần thì em sẽ về gia đình hoặc là em sẽ đi leo núi Thị Vải. Anh cũng thích leo núi lắm. Dạ, thì khi nào có gì thì hai anh em mình đi chung. Thường thường thì cuối tuần thì anh hay đi xem phim, nghe nhạc, xem thể thao, em có thích không? Dạ thì cái này thì em cũng nói thích thì cũng không thích đâu, nhưng mà cũng không có ghét. Dạ. Bây giờ anh là con cả trong nhà đó. Dạ. Thì không biết là em có ngại về cái vấn đề mà mình về mà ở sống chung với gia đình anh không? Thực sự thì em cũng không có ngại về vấn đề làm dâu. Hiện tại thì mẹ em cũng có ở một mình thôi, và em cũng muốn sau này mẹ em có thể ở cùng với em. Nói làm dâu thì thôi, như sau này có điều kiện á thì mình có thể để dành một số vốn này nọ thì mình có thể mua đất, mình xây nhà ở ngoài riêng. Còn trước mắt thì anh có nhà sẵn ở Củ Chi á. Dạ. Thì mình cứ ở nhà anh trước, rồi sau này thì có điều kiện thì mình sẽ tính xa hơn nữa. Dạ. À, trước mắt là như vậy. Bạn trai sẽ nắm tay bạn gái để cảm nhận mình, xem cảm xúc khi mà tay nắm lấy bàn tay thế nào, và nói cái gì đó, hát cái gì đó cũng được. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến cuối chân trời. Con đường. Nó rung héo được. Nói đi, nói với em gái gì đi. Thì lần đầu tiên đến với chương trình thì mình đã cũng nói chung là cũng tuổi cũng hơi lớn rồi đó. Cho nên là anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xong thì mình có thể tiến xa hơn. Em thấy nãy giờ là những cái quan điểm với lại cái cách nói chuyện của anh cũng khá là trùng hợp với lại cái quan điểm của em. Dạ. Vậy báo nút nha. Cảm giác trái tim rung động, bấm luôn, không chần chờ gì cả. Đó. Còn nếu như cần suy nghĩ thì ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa con tim ta mình xem. Ta bấm rồi. Rồi. Đó.